chào anh chị nha hôm nay bên tâm vừa mới về một con kia rondo 2018 số sàn số sàn động cơ là 2.0 máy xăng xe này đẹp lắm anh chị ơi rất là đẹp luôn liền lạc và sạch sẽ à, mâm là mâm phay mẫu mới rồi 2018 4 tháng đĩa ABS nước sơn của nó là nước sơn riêng còn rất là nhiều và nó liền xe lắm nha anh chị keo chỉ là nguyên riêng 100 ha ở đâu chạy được 80 ngàn mọi thứ là tuyệt vời cái máy này chạy cực kỳ ngon nha anh chị nói chung là xe này nó chạy ngon hơn Innova rất là nhiều tâm cũng có Innova cũng có Rondo không phải muốn bán cái Rondo mà nói là ngon hơn Innova để bán cái Rondo là không có nha có nghĩa là bên tâm có Rondo và có Innova luôn anh chị xuống coi chạy thử hai chiếc tự anh chị sẽ là người cảm nhận chứ không cần tâm phải nói ha và một số cái hơi trầy nhỏ nhỏ ví dụ như cái cửa này trầy một chút xíu nè đó trầy nhỏ nhỏ thì bên tâm sẽ bàn giao lúc bàn giao là sẽ đi đánh bóng đi làm đẹp lại cho nhà mình ha một con xe này nó quá đẹp quá dễ thương rồi tâm bán cho anh chị con xe này với mức giá là 385 triệu ha cho con Kia Rondo đời 2018 xe rất là mới anh chị mới theo cùng đời và cùng năm sản xuất nha đây đèn đuốc là nó còn trắng phiếu luôn nó chưa có rạn nứt gì hết á đèn gầm rồi nè đèn trước đèn pha nè mặt ca lăng nè xe đẹp anh chị xe đẹp máy riêng 100 phần trăm và bán giá là 385 triệu mức tiêu hao nhiên liệu của em này 2.0 nhưng mà thật ra em mới rất là ít hao xăng nhiều lắm rồi khách chưa có ai phàn nàn về vấn đề xăng cộ hết dòng này thì nó chạy khoảng loanh uh, lanh quanh 7 lít xăng trong 100 km thôi cái máy chạy cực kỳ êm và nhẹ luôn lướt lắm tốc độ mà lên 7 tám chục rồi là cái xe nó lướt nó trơn tru lắm nó nghe nó nó cảm nhận đã lắm anh chị và bộ ghế da này là bộ ghế da theo xe nè xe chạy hơn trăm ngàn là ghế da sẽ hư xe này chạy có mấy chục ngàn à, nên ghế da nó còn rất là mới anh chị qua lăng tích hợp qua lăng cần số rin hết chưa có mai chưa có gì hết ô tô chạy 80.000 được gia chủ lên một cái màn hình Android có cam hành trình trước sau đầy đủ cam dê đều đầy đủ ha máy lạnh nè anh chị máy lạnh auto nha cục số nè cái này thì động cơ là 2.0 sử dụng hộp số là 6 số tới và một số lui chạy nhẹ lắm ai mà chạy thử đi bảo đảm là sẽ vừa ý liền luôn chạy rất nhẹ và tiết kiệm nhiên liệu dòng này thì về có thể là sử dụng dịch vụ được sử dụng gia đình được em ấy đi là tuyệt vời ít hao xăng và đi bền đi đường dài khỏe lắm cảm giác lái nó êm lắm qua lăng cần số rồi con rồi nó nhẹ hiều à. và phuộc rồi nó cũng êm nói chung là mâm này cũng mâm lớn này. lướt nhẹ lắm anh chị à, mâm 17 ga lăng 17 bốn tháng đĩa luôn mâm phay khá là đẹp bộ vỏ này cũng còn tốt ha nãy tao mới lấy đi rước con gái về nè À nhiều khi có một số anh em vô bình luận liền luôn là nói là muốn bán xe này rồi bắt đầu nói xe này ngon không, xe này ngon thật sự, anh chị lên chạy thử đi. À, từ từ hả mua. Thấy vừa ý chốt chứ đâu có phải mà nói cái lên mua đâu. Rồi có Innova cho anh chị thử luôn, xe này chạy nhẹ hơn Innova nhiều. Và nó lướt lắm, rất là lướt. Nó không có nặng nề, không có nghe ì à y gì hết đó. nó lướt đã lắm. Với lại anh chị lưu ý mua cái xe chấm lớn chạy thích lắm. Bởi vì em ấy Đi uh, kiểu như cái gánh cái mức độ gánh vác của cái xác xe đó Mà chấm nhỏ quá rồi sử dụng trục bô chạy nó mệt lắm Ví dụ như mấy cái xe mà 1.5 sử dụng trục bô mà 7 chỗ ngồi đó, Nghe nó mệt mỏi lắm Còn anh này hả Anh lên là đi phà 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 Đủ trớn bắt đầu nó lướt đã lắm Đó nên uh, theo như cái cảm nhận của Tâm là mua chấm lớn đi xuống Xăng uh, cộ nó hợp lý Còn mua chấm nhỏ mà gắn trục bô nó cũng không có đỡ tốn xăng bao nhiêu đâu Nó cũng hao à Bởi vì mắc trớn rồi đi đường trường nó ráng không à chỉ trừ khi đi cái đường thiệt bằng kìa lên cao tốc rồi kìa thì mới được Cứ đi đường trường á đường hỗn hợp á nó ráng không mà lúc nào nó cũng ở cái trạng thái ráng hết á nên cái xe chạy nghe nó mệt mỏi lắm đồng ý là xe đời mới thì mà chạy rất là mệt nó dài ạch lắm nhất là xe bảy chỗ ngồi mà mà như xe đời quê rồi á mệt lắm tâm có chiếc chạy ba ngàn nhập thái mà tính làm chân đi mà thấy chạy mệt quá bán nên giờ mua chấm lớn anh chị đi mua xe hai loại, một loại trục bô với loại chấm lớn anh chị mua chấm lớn đi xuống hơn nhiều. Đó là cảm nhận của bên tâm đã sử dụng xe nha. Còn khách hàng thì mỗi người có một cái suy nghĩ khác nhau nên không có áp đặt một người khác vô suy nghĩ của mình được. Đây là cái xe đẹp, 2.0 thật sự nhưng mà mức tiêu hao nhiên liệu nó hợp lý lắm luôn, 7 lít 7 lít rưỡi à, quá hợp lý. Đi ngon cực kỳ, 7 chỗ ngồi rộng rãi, chất xe đẹp liền lắm từ đầu tới đuôi nha anh chị ốc tán là chưa tháo chưa gỡ hết, hết copy rồi còn tươi lắm xe khá là tươi keo chỉ keo gì là riêng hết à <laughs> nội thất ghế da theo xe nè mà còn mới tin nè thì chứng minh được một điều là cái chất xe này nó còn tốt nha anh chị còn ghế mà nó cũ ri cũ rít rồi mai tới mai lui thì đâu có còn ngon được nữa đây là con xe tốt chất lượng thì đúng chất lượng nếu mà tính điểm thì xe này trên 8 điểm nha anh chị và tính phần trăm thì xe này gần được 85 phần trăm trên 85 phần trăm bởi vì nó còn nguyên vẹn hết chưa có thay một cái gì hết kể cả ghế da cũng chưa thay máy móc là riêng 100 phần trăm được trang bị là phim cách nhiệt và lên được cái màn hình Android rồi quyền che mưa tay nắm cửa mạ chrome chất xe đẹp gầm bợi thì sáng bóng nước sơn thì liền lạc không mớp méo không cọ quẹt không đâm đụng và máy cực kỳ êm máy lạnh thì lạnh rất là sâu giấy tờ pháp lý thì bên tâm đang đứng ủy quyền anh chị muốn ký giấy rút hồ sơ sang tên thì một nốt nhạc không thành vấn đề ha và tâm để xe này cho anh chị với một cái mức giá là à, 385 triệu hỗ trợ rút hồ sơ nha và thậm chí là đăng kiểm mới cho nhà mình luôn ha đây anh chị coi nè đèn mà nếu mà mình chạy nhiều là cái đèn nó sẽ rạn hết còn đèn này còn trắng bóc à nước sơn riêng xe này còn nhiều lắm máy móc là riêng 100 phần trăm nha cửa cốp cabo là chưa ra anh chị nắp cò chưa tháo đây anh chị nhìn cái máy là cũng có thể phần nào được hình dung ha và cái bình nước nhiệt của nó còn trong veo luôn nè là chứng minh được kết nước nó rất là mới động cơ nó còn mới xanh chân cột chưa mở nè thắng ABS à, cục đó đó 385 nha anh chị liên hệ tâm sở hữu ngay con xe này chuẩn bảo đảm anh chị sẽ vừa ý với sản phẩm này thắng ABS 4 bánh ha cửa cốp cabo chưa mở ha đẹp lắm nha anh chị đẹp lắm màu nhớt thì hơi đen màu nhớt này nếu anh chị mua thì bên tâm sẽ thay cho mình một bình nhớt mới nha nắp cò chưa mở nha anh chị màu nhớt đen cũng được vàng cũng được nhưng mà đừng có đục đục cà phê sữa là chết rồi ốc tán mà mở mở ra là chết ví dụ như xe này làm sao mà ngập nước được anh chị nắp cò nè ốc máy chưa mở nè một trăm nguyên riêng nè rồi màu nhớt đen đen nè rồi thì nó đâu có vô nước còn vô nước rồi nó sẽ bị đục nên anh chị yên tâm cái xe này không có bị ngập nước không có bị va đụng uh, tai nạn gì hết nha keo chỉ là từ đầu tới đuôi cửa cốp capo chưa mở nếu mà cái xe cọ quẹt thì bắt buộc phải những cái chi tiết đó phải mở ra mới xử lý được xe này là rin từ đầu tới đuôi không có bị đâm va không có bị ngập nước máy còn rin và rất là êm mọi chức năng đang hoạt động bình thường giờ mua về chỉ việc xài thôi còn bên giấy thì tâm sẽ bao rút còn bên đăng kiểm thì một là bớt tiền xuống cho anh chị đi đăng kiểm còn hai nữa thì bên tâm đăng kiểm luôn cho anh chị cũng được và chốt cho anh chị là 385 triệu ha Alo cho Tâm để sở hữu em này nha. Kia Rondo 2018, hộp số sàn, động cơ là 2.0 máy xăng. Xe chuẩn. Anh chị mua về chỉ việc đổ xăng chạy thôi, không cần phải làm gì hết. Và Tâm nhấn mạnh một điều nữa là xe này chạy rất ngon anh chị, chạy như ý luôn. Anh chị lên chạy thử là sẽ vừa ý liền với con xe này ha. với à, cái tầm tiền mà dưới 400 triệu nè, 7 chỗ ngồi nè, thương hiệu có nè và gầm cao máy thoáng nè. Và chất xe còn tốt nè. Giá trị cũng ổn định nè. À thì phù hợp quá rồi, anh chị cứ tham khảo đi. Thấy à, vừa ý thì gọi điện lên xem xe thực tế, chạy thử và ủng hộ Tâm nha. Em xin kết thúc video ở đây, xin hẹn gặp lại quý cô chú anh chị ha. Nhớ bấm nút đăng ký cho Ô tô Di Tâm nha bà con.